Cô chào các em trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. Hôm nay chúng ta học bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Bài này có 3 phần. Phần thứ nhất, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là như thế nào? Ta làm chấm hỏi 1. Cho hai đường thẳng song song A và B. Quan sát hình 93 sách giáo khoa. Gọi điểm A và điểm B là hai điểm bất kỳ thuộc đường thẳng A. AH và BK là các đường thẳng vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng B. Gọi độ dài AH là H. Tính độ dài BK theo H. Chúng ta xét tứ giác AB, KH có AH song song với BK. Lý do là bởi vì nó cùng vuông góc với đường thẳng B. Ta lại có AB song song với KH bởi vì hai đoạn AB và KH thuộc đường thẳng A và B và A và B song song với nhau, cho nên tứ giác ABKH là hình bình hành, lại có góc H bằng 90 độ hoặc là góc K bằng 90 độ, cho nên tứ giác này là hình chữ nhật. Vậy ta suy ra hai cạnh đối bằng nhau, đó là BK bằng AH và bằng H. Vậy các em trả lời cho cô biết, nếu cho điểm A thuộc đường thẳng A song song với B, nếu điểm A có khoảng cách tới B bằng H, thì khoảng cách từ mọi điểm, ví dụ vừa rồi là điểm B, thì những cái điểm đó thuộc A, nó đến B bằng bao nhiêu? À đúng rồi, bằng H. Do đó ta định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song như sau. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. Chúng ta vừa tìm hiểu xong thế nào là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. Ta vào phần thứ hai, tìm hiểu tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. Chấm hỏi 2, cho đường thẳng B gọi đường thẳng A và A phẩy là hai đường thẳng song song với đường thẳng B và cùng cách đường thẳng B một khoảng bằng H. Quan sát hình 94 sách giáo khoa. Ta gọi 1 và 2 la mã là các nửa mặt phẳng bờ B. Gọi điểm M và M' là các điểm cách đường thẳng B một khoảng bằng H. Trong đó điểm M thuộc mặt phẳng 1, điểm M' thuộc nửa mặt phẳng 2. Ta chứng minh rằng điểm M thuộc đường thẳng A và M' thuộc đường thẳng A'. Quan sát hình vẽ, rõ ràng tứ giác AHKM có hai cạnh đối AHMK song song và bằng nhau. Vì sao song song? Vì nó cùng vuông góc với đường thẳng B. Và sao bằng nhau? Là bởi vì nó là khoảng cách từ đường thẳng A đến đường thẳng B do A và B song song, theo như cái phần số 1, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song vừa học. Cho nên tứ giác AHKM là hình bình hành. Vậy ta có AM song song với HK, mà H và K thuộc đường thẳng B, cho nên AM song song với B. Vậy điểm M thuộc đường thẳng A. Chứng minh tương tự, điểm M phẩy cũng thuộc đường thẳng A phẩy. Tiếp tục ta tìm hiểu chấm hỏi 3. Xét các tam giác ABC có cạnh BC cố định luôn bằng 2 cm. Các em quan sát hình 95 sách giáo khoa. Đỉnh A của các tam giác nằm trên đường nào? Thì ta thấy rằng từ định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và cái tính chất các điểm cách đường thẳng B một khoảng bằng H, thì nó sẽ nằm trên hai đường thẳng song song với B và cách B một khoảng bằng H. Do đó ở đây mình có AH bằng H phẩy, A phẩy, cho nên ta có
Điểm A của tam giác ABC nằm trên đường thẳng song song với BC và luôn cách BC một khoảng bằng 2 cm. Qua bài tập, ta rút ra được tính chất gì? Ta thấy điểm A luôn cách BC một khoảng bằng 2 cm. Do đó tập hợp những điểm A luôn nằm trên một đường thẳng và đường thẳng đó gọi là quỹ tích của điểm A. Bây giờ chúng ta sang phần cuối cùng của bài. Phần 3, đường thẳng song song cách đều. Thì theo chương trình giảm tải thì các em tự nghiên cứu sách giáo khoa. Cô qua phần bài tập. Ta vào phần thứ tư, cô có bài tập cho đoạn thẳng AA phẩy kẻ tia AX bất kỳ. Trên tia AX lấy các điểm CDB sao cho AC bằng CD bằng DB. Kẻ đoạn thẳng BB phẩy qua điểm CD, kẻ các đường thẳng song song với BB phẩy. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB phẩy bị chia ra làm 3 phần bằng nhau. Trên hình vẽ, như vậy có nghĩa là ta sẽ chứng minh đoạn AC phẩy bằng C phẩy D phẩy bằng đoạn D phẩy B phẩy. Thì ở phần này ứng dụng phần số 3 theo định lý về các đường thẳng song song cách đều mà các em tự nghiên cứu, tự đọc. Thì nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. Do đó ở đây ta chỉ vận dụng vào thôi là ta đã có AC bằng CD bằng BD và đồng thời theo cách vẽ ta có CC phẩy song song DD phẩy song song BB phẩy thì ta suy ra được AC phẩy bằng C phẩy D phẩy bằng D phẩy B phẩy. Vậy đoạn thẳng AB phẩy đã được chia ra làm 3 phần bằng nhau. Tiếp tục, như vậy về nhà các em sẽ học lại kỹ bài và làm bài tập cho cô bài 68, 69, 70, 71 sách giáo khoa. Và ta sẽ chuẩn bị bài luyện tập ôn để chuẩn bị thi giữa học kỳ.